anh Hiếu không thèm đọc comment của em. Hello Khánh Huệ, xin lỗi em nha. Hello Quốc Tế, anh xin lỗi em, bỏ qua cho anh, cho đừng buông cuộc. Chấp nó 4 cái trụ luôn đi Hiếu. Chấp mẹ nó hết luôn đi, chấp hết tất cả mọi thứ luôn. Chấp luôn cái nhà chính luôn đó. Cho nó cái nhà chính, cho nó lấy 50 tiền. Thắng cho dễ. Ở đây chắc cũng có nhiều người giống như tôi ha. Hồi trước Hiếu đi làm, Hiếu đi làm ở mấy cái siêu thị đồ này nọ đó. Có tháng cao đi cũng kiếm được 6 triệu, mấy tháng nào ít thì kiếm được 3 triệu mấy, 4 triệu. Nhưng mà miễn sao mình vui thôi là được. Mình làm chủ yếu là có mấy chị đó, mấy chị vui. Một cái quả di chuyển, một cái quả di chuyển chứ di chuyển là cái gì? Một... cái quần đùi gì vậy? Con Cinderella này ổn không? Cái con Cinderella này á, nếu mà cái kèo bình thường của tôi với nó là đánh nhau đã khó rồi, chấp nó luôn cái trụ nữa là ăn cứt ăn đồ bùi. Nói vậy mà mình bị hụt hai con lính kìa. Tôi giữ lại thằng Mít nó để cho thằng Mít nó đừng có xuống dưới boss để boss đánh ăn. Boss đánh ăn rồi đó. Tính ra là tôi chỉ cố tình thôi nha, tôi chỉ là kiểu như là mình ráng mình giữ cái con Cinderella lại thôi. Nhưng mà tôi không ngờ là cái con Cinderella nó solo kill với tôi luôn. Giữ vậy sao? Đó, bây giờ trên người của tôi có giày rồi đó nha sốt. Mấy ông thấy cái tôi giữ khoảng cách với lại con Lich, cái con Cinderella là lúc nào mình cũng phải đứng ở ngay một cái ngưỡng mà gọi là vừa tầm ngoài của nó đó. Với lại là mình phải đoán được là lúc nào nó chơi Q, lúc nào nó chơi W, lúc nào nó chơi E để mình biết mình né. Hay, quả đó có con lút nên nó mới lát. Nếu mà không có lút nó không lát nè. Tại vì mình cũng đâu có đam mình giết nó. Mình hết rồi. Anh Hiếu lên trên website livestream đi anh. Rồi livestream cái gì đó em? Livestream lồi em. Sao mà chuẩn như vậy? Tôi cũng không chắc là có lùa nó qua bển được không mà ai về vẫn lùa được. Chắc tưởng được cho biến về. Đừng có mộng mơ vậy nữa. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng điếm thúi lắm á. Tôi giả bộ tôi lừa shop đó shop. Đó, vậy cái tôi có tiền, cứ tay tam vậy thôi. Cái lát nữa hồi gom này được mấy chục tiền. Ôi ơi, rồi xong rồi. À nó không dám lên. Rồi ép bể cái chủ biết luôn. Hay. Úi, đầm hồ cát nữa hả? Combat gì sao? Trời ơi! Trời là trời, đủ LCK luôn á mà. Sắp chơi Free Fire đi sắp. Free Fire nè, Liên Quân nè, rồi rất nhiều game khác tôi muốn chơi cho mọi người coi. Nhưng mà người ta nói nhìn vậy thôi chứ cũng phải có kỹ năng lắm đó ạ. Đã nát gì ông già, top 1 level 2018 mà trời. Không phải là chỉ có mỗi cái danh không đâu. Nhưng mà giờ già rồi, giờ còn có cái nem nữa. Ủa? Là nãy là chỉ là cái bóng của con phích thôi đúng không? Chàng khờ cầm bút làm thơ viết về cô gái thờ ơ với mình. Chàng viết một tấm chân tình, nhưng tình nhận lại là tình đơn phương. Trời đất ơi, thời nào tới... Hay quá, hay quá. Trời ơi, nghe anh đọc thơ cái nướng quá, nghe đọc thơ cái em muốn dẹp luôn. Anh làm thơ hay quá, mong anh đừng làm thơ nữa. Ủa, sao con Casio Sabea này nó bình tĩnh quá vậy mấy shop? Con cá sô ba này nó bình tĩnh thiệt luôn á mấy shop. Mà cũng cút thôi, chơi không trúng được một cái quy luôn mà. Ổng bình tĩnh nhưng mà tôi cũng bình tĩnh. Tôi bình tĩnh hơn ổng. Ôi né luôn á hả? Chiến vậy shop. Ôi con phích là tích.
Má ơi, thành tẩy nữa chứ. Khó chịu vậy chàng. Trên người có con cai sa, giờ có luôn cái chùy gai luôn rồi. Rồi lấy gì bên tôi bắt được AD nó nữa. Ủa con cái... Ủa má, tôi không biết cái con Sinada nó còn rờ hay không nữa, nên tôi không dám lên gần nó quá. Mới học bơi xong, cuối cùng em cũng biết bơi rồi, nhưng vẫn không bơi vào được lòng anh. Dữ vậy sao, dữ vậy sao, dữ dằn à. Wow. Ô hả, để nó né qua luôn hả? À, để làm gì vậy? Ôi, thằng này nó làm gì vậy ta? Thằng AD nó hình như bị làm cái gì á? Hình như nó tuôn nó mọi người, cho nên là nó không có góc để nó... Ủa phải tuôn không? Má cái con bà rô nó đứng khò hoài à, bật ghê á. Hello. Ồ. Nó chọn đổi mạng đó với tôi. Không lát, không rờ. Không đồng hồ cát. Tí nữa là nó hết đồng hồ cát lát tôi lận nó. Một mạng. Không bỏ nhiều. Đây nè, đây nè. Vậy là bị ao cơm bát. Bị ao cơm bát. Bị ao cơm bát. Cái ông rừng bên đó nè, bị ao cơm bát luôn, đâu có vô được đâu. Gì đó bà hai, tôi không có quýnh lộn với bà đâu. Tụi mình là chị em mà đúng không? Chị em cây cà lê mai rồi đó múc. Tôi rỉa bà đó. Ok, tôi lụm được nổ máu. Thằng AD nó xử lý ác thiệt á chứ. Né hết mấy cái chiêu định hướng luôn mọi người. Cái ông AD mà nói trận này né hay. Né đúng chiến luôn. Nice. I've been cold for so long. One time.